chương 1266, Lam huyết trong lòng Hàn Sâm hết sức kinh ngạc, đại đế ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở là tồn tại tôn quý bực nào, đối mặt với một kẻ tù tội nhân loại, lại uyển chuyển nói chuyện như vậy, cũng không có giọng điệu cao cao tại thượng, chuyện này khiến cho người ta vô cùng giật mình. Người đàn ông này rốt cuộc là ai, thật sự là một nhân loại sao? Hàn Sâm rất hoài nghi, người đàn ông này căn bản không phải là nhân loại, người đàn ông kia cũng không để ý tới nữ đại đế, chỉ là híp mắt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, dùng một loại âm thanh khàn khàn nói ra, rất lâu không nhìn thấy ánh trăng tròn như vậy rồi, nữ đại đế nhịn không được khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng không hề nổi giận, chỉ là nhìn người đàn ông kia, giống như là đang đợi ý nói chuyện. Nhìn một lúc lâu, người đàn ông kia mới thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, chậm rãi quay về phía nữ đại đế, ánh mắt rơi lên trên ánh mắt hấp dẫn tràn đầy nguy hiểm kia, từng chữ từng chữ nói, đồ tôi muốn ở đâu, nữ đại đế lạnh giọng nói ra, biết là quả sắp thành thục, anh biết như thế sẽ có hậu quả gì không, đồ vật ở nơi nào, người đàn ông kia lại giống như không nghe được nữ đại đế nói. Giọng nói rất chậm lại hỏi một lần, nữ đại đế nhìn chằm chằm vào người đàn ông, một hồi lâu sau mới lên tiếng, anh cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng của anh, người đàn ông kia đột nhiên nở nụ cười, tạo ra một loại cảm giác từng trải tăng thương cô nói sai rồi đây là cơ hội cuối cùng của cô mới đúng chẳng lẽ anh không sợ chết nhân loại các anh chỉ có một lần sinh mạng đây là cơ hội cuối cùng để anh bảo vệ tính mạng của mình nữ đại đế cao mày nói vẻ mặt của hàn sâm lập tức trở nên có chút cổ quái nữ đại đế cũng đã nói như vậy người đàn ông kia nhất định là nhân loại không hề sai rồi người đàn ông kia vẫn là cười quái dị như vậy sợ tôi đương nhiên là sợ chết hơn nữa còn sợ muốn chết nhưng mà tôi biết cô sẽ nhất định không để cho tôi chết cho nên tôi căn bản sẽ không chết, cũng sẽ không cần phải sợ. Nữ đại đế giận dữ, bầy rắn dưới bảo tọa đồng tựa hồ cũng cảm nhận được lửa giận của cô ta. Từng con liền dương anh múa vuốt mở ra miệng rắn về phía người đàn ông kia, đuôi rắn à trực tiếp cuốn tới phía người đàn ông kia. Người đàn ông kia căn bản là không thèm nhìn những con rắn đồng đó, đứng ở nơi đó cũng không tránh né, chỉ là bình tĩnh nhìn nữ đại đế ngồi trên bảo tọa, mắt thấy rất nhiều con rắn đồng kia muốn cuốn lấy thân người đàn ông, nữ đại đế hơi đưa tay, rắn đồng sắp cuốn lên trên thân người đàn ông đều ngừng lại, chậm rãi thu đôi rắn lại. Được, tôi có thể đồng ý mang thứ đó cho anh nhưng mà anh phải cầm bích là quả để đổi, nữ đại đế nói ra, một lời đã định, người đàn ông kia lạnh nhạt nói, không có một chút kinh ngạc nào, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của y, nữ đại đế hơi do dự một chút, vung tay lên một cái, một cái chìa khóa đồng bay tới chỗ người đàn ông kia, trực tiếp xuyên thấu qua lỗ khóa trên gông cùm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, gông cùm trên tay chân người đàn ông kia đều mở ra rơi xuống, người đàn ông kia cũng không có quá nhiều vui mừng, không giống như là một kẻ tù tội rốt cục thoát khốn, bình tĩnh đi về phương hướng hồ lớn giống như tản bộ từ trong nhà đi ra vậy, tôi có thể thả anh, cũng có thể nhốt anh lại trăm năm, tốt nhất anh nên hiểu mình nên làm cái gì. Nữ đại đế lạnh giọng nói ra đối với bóng lưng của người đàn ông kia, người đàn ông kia lại tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, cô yên tâm, người của đội đặc chủng Lam huyết chúng tôi nói một không hai, biết là quả nhất định tôi sẽ cầm về, chuẩn bị đồ đạc của cô cho tốt. Nữ đại đế hừ lạnh một tiếng, bầy rắn dưới bảo tọa đồng bắt đầu khởi động, cũng đi về phương hướng hồ lớn, trong lòng Hàn xâm lập tức cả kinh người đàn ông này là người của đội đặc trùng lam huyết nghe ý tứ của nữ đại đế kia tựa hồ y đã bị nhốt ở chỗ này trên trăm năm như vậy y có khả năng là thành viên lúc hàn kính chi làm giáo quan của đội đặc trùng lam huyết hay không mặc dù đội đặc trùng lam huyết là bộ đội tinh nhuệ của liên minh nhưng mà dù tinh nhuệ thế nào đi nữa tựa hồ cũng không thể nào địch nổi một đại đế huống chi còn khiến cho một đại đế cúi đầu có chức quá huyền huyễn rồi nữ đại đế không nắm chắc tự mình hái bích là quả còn muốn nhờ người đàn ông này đi hái chuyện này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi hàn sâm đi theo hai người tới bên cạnh hồ lớn người đàn ông kia thò tay trực tiếp xé toàn bộ áo giáp rách dưới trên người xuống còn lại một thân hình hùng tráng hoàn mỹ, thân thể kia liền Hàn Sâm thấy đều có chút giật mình, mỗi một tấc cơ bắp trên thân thể đều giống như tràn đầy lực lượng mang tính chất bạo tạc giống như chỉ cần người đàn ông kia muốn, bất cứ bộ vị nào trên thân thể cũng có thể hóa thành vũ khí giết người kinh khủng nhất, để cho Hàn Sâm giật mình nhất là mạch máu ở dưới cơ bắp kia, khác hẳn với nhân loại bình thường, mạch máu kia có một loại màu xanh da trời quỷ dị, mà không phải màu xanh thường gặp giống như nhân loại, người đàn ông kia từng bước một đi vào trong hồ, dùng nước hồ tẩy rửa thân thể, tính cả tóc dài đều cùng nhau tẩy đi, bàn tay như dao, trực tiếp cắt tỉa mái tóc dài kia, tóc dài ở trong chốc lát đã biến thành một mái tóc ngắn dựng thẳng lên, cũng để cho Hàn Sâm hoàn toàn nhìn rõ ràng hình dạng của y khuôn mặt vô cùng cương nghị có góc cạnh, có một luồng tự tin cùng kiêu ngạo không nói ra được, ngũ quan không tính là tuấn mỹ, nhưng lại cực kỳ có nam tính, giống như toàn thân đều tản ra hóc môn nam tính, nếu như người này đi ở trên đường cái, chỉ sợ liền con mèo cái ở bên đường đều khó có thể được khống chế, toàn thân cao thấp đều tắm rửa sạch sẽ, người đàn ông cứ như vậy trực tiếp từ trong hồ đi ra, đi thẳng đến phía trước bỏ tọa đồng, toàn thân cao thấp đều hiện ra rõ ràng ở trước mặt nữ đại đế, bộ phận có chút to lớn phía dưới còn theo bộ pháp của người đàn ông kia dao động, nữ đại đế khẽ nhíu mày, vậy mà lấy ra một món ghen võ trang áo giáp liền thân ném cho người đàn ông kia, Người đàn ông kia tiếp nhận ghen võ trang áo giáp, trực tiếp mặc lên người, sau đó liền ở bên hồ ngồi xuống, nhìn mặt hồ lạnh nhạt nói, nếu có một bình rượu thì càng tốt hơn, hừ, nữ đại đế hừ lạnh một tiếng, biểu đạt sự bất mãn của cô ta đối với người đàn ông kia, nhưng mà lại không nói gì thêm, hai người ở chỗ này nhìn hồ lớn, ai cũng không nói gì thêm, thật nhìn tựa hồ như là bọn họ đang đợi cái gì, hàn sâm đợi trong chốc lát, thấy bọn họ cũng không có ý tứ muốn động thủ, đại khái là đã đoán được bọn họ cũng đang đợi con phi ngư vương kia đến có một nữ đại đế khủng bố như thế ở chỗ này hiện tại lại có thêm một nhân loại thần bí nữa hàn sâm cảm thấy con phi ngư vương kia không đến thì thôi nếu như quả thật tới nơi này chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều tâm niệm vừa động hàn sâm liền định bay về phía dòng sông bên kia muốn trước khi phi ngư vương đến cả nó lại xem hành động của nữ đại đế đối với bích lạc quả là tình thế bắt buộc cho dù phi ngư vương không đến chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ra tay với bích lạc quả ngăn phi ngư vương lại sẽ không có ảnh hưởng gì mới đúng thế nhưng mà hàn sâm mới vừa bay ra ngoài không được bao lâu chợt nghe thấy ở phía hạ du chuyển đến âm thanh sóng nước vỗ bờ giống như sóng chiều đang cột trào sau đó liền thấy một luồng ánh sáng màu kim hồng từ hạ du nổi lên mà quỷ dạ xoa cũng đã từ đường sông bên kia bay trở về nhìn thấy người đàn ông kia liền nao nao hiển nhiên y có chức kỳ quái làm sao đột nhiên lại có thêm một người đàn ông nhân loại nhưng mà quỷ dạ xoa không hề do dự trực tiếp hành lễ báo cáo với nữ đại đế đại đế phi thiên ngư vương đã đến chương 1267, biết lạc quả hàn sâm tuyết hiện tại lại đi ngăn cản thì đã chậm, chỉ có thể hạ xuống bên cạnh chờ cơ hội, nhìn xem có thể tìm được cơ hội giúp Vi Ngư Vương một tay hay không. Hào quang màu kim hồng tới cực nhanh, chỉ chốc lát cũng đã tới gần hồ lớn, chỉ thấy nước sông ngược dòng, giống như là sóng biển trùng trùng điệp điệp dũng mãnh tràn vào hồ lớn, tùy theo mà đến chính là thân thể giống như đám mây màu vàng kia của Phi Ngư Vương, đại đế, muốn tránh đi không? Quỷ dạ xoa vội vàng nhìn về phía nữ đại đế hỏi, nữ đại đế lạnh nhạt nói, không cần, đứng nhìn là được rồi, không săn giết vì thiên giao ngư sao? Sắc mặt của quỷ dạ xoa biến hóa, hiển nhiên không ngờ sẽ có biến hóa như thế y vốn cho rằng nữ đại đế sẽ đi săn giết phi thiên giao ngư nhưng mà hiện tại xem ý của cô ta đại tựa hồ cũng không có ý định muốn động thủ tạm thời không cần chờ nó cùng bích lạc đằng lưỡng bại câu thương lại động thủ cũng không muộn nữ đại đế lạnh nhạt nói quỷ dạ xoa không nói thêm gì nữa cúi đầu lui sang một bên chỉ là ánh mắt lại biến ảo chập trần ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía người đàn ông nhân loại ngồi ở bên hồ kia quỷ dạ xoa rất xác định trước đó nữ đại đế đúng là muốn săn giết phi thiên giao ngư nhưng mà hiện tại lại đột nhiên buông tha cho nghĩ như thế nào đều không thoát được quan hệ với người đàn ông đột nhiên xuất hiện này chỉ là quỷ dạ xoa nhìn không thấu lai lịch của người đàn ông này hơn nữa nữ đại đế đang ở bên cạnh y cũng không dám có dị động gì phi ngư vương đã bơi đến bên trong hồ lớn bơi vài vòng ở trong hồ lớn lúc bơi qua chỗ gần bọn nữ đại đế mắt nó còn liếc nhìn nữ đại đế cũng có lẽ là bởi vì cố kỵ sự hiện hữu của bọn nữ đại đế lúc này phi ngư vương cũng không vội vã muốn đi ngược dòng nước bơi thật lâu ở trong hồ cũng không thấy nó phóng tới chỗ thác nước mắt thấy phía đông đã bắt đầu sáng lên dạ chỉ áo choàng sắp mất đi hiệu lực hàn sâm đành phải tìm một rừng cây ở gần đó tìm phục ở bên trong tận khả năng thu liễm khí tức lại để cho khí tức của mình cùng cỏ cây hòa là một thể từ sau khi động huyền kinh mở ra đạo khóa gen thứ bảy cảm giác cùng năng lực mô phỏng đã trở nên càng mạnh hơn không chỉ là có thể mô phỏng những khí tức mạnh mẽ liền chút ít khí tức nhỏ yếu như hoa cỏ cây cối cũng có thể mô phỏng rất tinh chuẩn nguyên bản hàn sâm cảm thấy thứ này không có tác dụng gì nhưng mà lúc này lại có đất dụng võ hàn sâm chui vào trong bụi cỏ giống như đã trở thành một bộ phận cỏ cây nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn rất khó phát hiện ra hắn đang trốn ở bên trong cỏ cây sở dĩ không giấu vào trong núi đá là hàn sâm sợ đợi lát nữa thật sự đại chiến núi đá sụp đổ hắn sẽ phải thay đổi vị trí giấu ở bên trong cỏ cây lại không có gì hung hiểm cho dù cây cối ngã xuống nện ở trên người hàn sâm cũng sẽ không có gì nguy hiểm không đến mức ép hắn phải thay đổi vị trí ẩn núp phương đông lộ ra một vòng ánh sáng tươi đẹp vị thị sắp tới hướng đông thác nước rầm rộ giống như là ngân long kia lúc này đột nhiên càng chảy càng nhẹ ngàng dần dần khô cạn không có nửa giọt nước từ trên đám mây rơi xuống nữa, mà tầng mây kia lại đang dần dần tàn ra, theo mặt trời mọc, biển mây dần dần tan rã, ngọn núi lớn cao vút trong mây kia cũng đã được kéo ra tấm màn che mặt bí ẩn, kỳ quái, lần trước giữa ban ngày mà biển mây đều không hề tàn ra, như thế nào lúc này biển mây lại tàn ra, hơn nữa thác nước kia cũng khô cạn đi vậy, Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhưng mà rất nhanh hắn liền lấy được đáp án, chỉ thấy trên đỉnh núi, dây leo giống như từng con cự long màu tím kia rủ xuống, bao trùm hơn phân nửa ngọn núi ở phía dưới lúc này cây tử đằng đã sinh trưởng vô cùng lớn mà con sinh vật khủng bố bị nó ký sinh kia đã sớm biến thành một đống xương trắng hàn sâm ngưng mắt nhìn qua phát hiện ra cây tử đằng to lớn này tổng cộng chia làm bảy cái chủ đằng phía trên mỗi một nhánh chủ đằng đều sinh ra một viên trái cây màu bích lục trái cây kia hết sức kỳ lạ không phải giống trái cây thường càng giống như là một cái lục lạc màu xanh biếc treo ở phía trên dây leo sau khi biển mây tản ra một hồi gió nhẹ thổi qua trái cây tựa như lục lạc màu xanh biếc kia trong lúc hơi rung nhẹ vậy mà thật sự truyền ra tiếng vang lang keng giống như lục lạc vang lên thật lâu không tiêu tan, lượn lờ ở bên trong núi sông. Mặc dù hình dáng có điểm giống như lục lạc, nhưng mà trái cây kia lại lớn hơn rất nhiều lần, một quả nhỏ nhất cũng lớn cỡ trái dưa hấu, một quả lớn nhất giống như là cối xay. Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe, bảy cái lục lạc phát ra âm thanh không giống nhau, giống như là có bảy thang âm. Ở bên trong tiếng chuông đằng kia vang lên, ánh nắng mặt trời chiếu xuống phía trên trái cây, Hàn Sâm vậy mà nhìn thấy nguyên một đám phi thiên ma nữ hoặc nói là tiên nữ vây quanh trái cây mau chóng nhảy múa, hào quang phía trên trái cây chảy xuôi, tiên nhạc rung động, phi thiên ma nữ vẩn quanh, kỳ quái không nói ra được. Mặc dù trong lòng phi ngư vương còn có cố kỵ, nhưng mà tiên thiên, thiên ghen cùng bản tính lại khiến cho nó khó có thể ngăn cản sự hấp dẫn của bích lạc quả. Hai vầy cá chấn động, lập tức phóng lên trời, hóa thành một vầng sáng màu vàng phóng lên cây tử đằng trên đỉnh núi. Cây tử đằng giống như rồng kia lập tức bắt đầu chuyển động, mang theo ánh sáng màu tím chảy xuôi quất tới người phi ngư vương. Đã có kinh nghiệm lần trước, hơn nữa tựa hồ như là trong khoảng thời gian này phi ngư vương lại có tinh tiến, ánh sáng màu vàng trên người biến ảo, đỉnh đầu hóa ra một sừng màu vàng, Vẩy màu vàng trên người lập loè, đuôi vẩy lên, giống như là cá quẫy đuôi. Vậy mà tránh sang bên cạnh cây tử đằng này, chỉ thấy từng sợi tử đằng giống như là hào quang quất tới, nhưng mà phi ngư vương bơi ở trong thiên không, lại đều tránh khỏi ngàn vạn luồng sáng tím, hướng về một viên bích lạc quả bay đi. Nữ đại đế cùng người đàn ông nhân loại kia đều nhìn ngư vương đang bay múa ở trên bầu trời, người đàn ông kia càng là lộ ra vẻ khác thường, trong đó vậy mà mang theo một tia thương cảm cũng không biết thương cảm này là đối với ai. Hàn Sâm thấy Phi Ngư Vương đã xuyên qua trùng trùng điệp điệp cây tử đằng ngăn trở, khoảng cách tới viên bích lạc quả kia chỉ còn lại chưa đến 10 mét, nhưng vẫn không nhìn thấy bọn nữ đại đế có hành động gì. Đột nhiên, chỉ thấy đám phi thiên ma nữ vây quanh bích lạc quả kia, vậy mà nguyên một đám bay lên vọt tới chỗ phi ngư vương, trong lòng hàn sâm không khỏi cả kinh. Hắn vốn cho rằng đó chỉ là dị tượng do bích lạc quả thành thục biến ảo ra mà thôi, cũng không phải là vật tồn tại chân thật. Nhưng mà hiện tại xem ra, nguyên một đám phi thiên ma nữ đó vậy mà giống như là vật sống trong chốc lát đã bay lên vây đến bốn phía ngư vương một đám giải băng theo phi thiên ma nữ duyên thẳng qua vũ động từ trên người ngư vương đan vào xuyên qua chói ngư vương ở bên trong đó ánh sáng màu vàng trên người ngư vương tỏa ra mãnh liệt muốn giải rụa ra khỏi trói buộc của đám phi thiên ma nữ đó liên tục vùng vẫy nhiều lần đều không thể tránh thoát trái lại những giải băng trong tay những ma nữ đó càng ngày càng nhiều quấn quanh ở trên người ngư vương trói nó lại càng ngày càng chặt cái sừng trên đỉnh đầu ngư vương tỏa ra ánh sáng màu vàng một thân vẩy vàng bắt đầu dựng ngược lên giống như từng đám nghịch lân trong chốc lát đã cắt đứt toàn bộ giải băng quấn ở trên người nó từ bên trong trói buộc tránh thoát ra giải băng bị cắt đứt những phi thiên ma nữ nguyên bản xinh đẹp đó đột nhiên hóa thành một bộ xương khô kinh khủng tiên khí trên người đều không còn kêu gào đánh về phía ngư vương mươi 1268, sao ngư rơi ánh sáng màu vàng trên người ngư vương vậy mà hoàn toàn không ngăn được những mà nữ biến thành xương khô đó, nguyên một đám xương khô giống như là ảo ảnh, ánh sáng màu vàng cùng nghịch lân cắt lên trên thân thể bọn nó đều lập tức xuyên qua, căn bản không đụng tới thực thể được, thế nhưng mà xương khô cắn một cái lên trên thân thể ngư vương, lại cắn xuống một đám da thịt, máu tươi giống như nham thạch nóng chảy lập tức chảy ra, một đám xương khô giống như là giòi trong xương bám lên trên người ngư vương cắn xé, lập tức cắn cho ngư vương máu me đầm đìa, mưa máu bay đầy trời, nhuộm toàn bộ hồ lớn cùng núi đá cỏ cây xung quanh thành màu kim hồng. Ngư Vương ở trên không trung cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng dãy giụa, muốn vứt bỏ những xương khô đó, nhưng làm thế nào cũng không vứt bỏ được. Hào quang, nghịch lân đối với những xương khô đó đều không có một chút tác dụng, những xương khô đó giống như là sen vào giữa chân thật cùng hư ảo, khó thể chạm đến, lại có năng lực cắn nuốt máu thịt, khiến cho lòng người phát lạnh. Đại đế, thoạt nhìn thì phi thiên giao ngư sắp không chịu được nữa hiện tại chúng ta có xuất thủ hay không quỷ dạ xoa nhìn về phía nữ đại đế hỏi nữ đại đế lại lạnh nhạt nói không nên xem thường bất kỳ một sinh vật có thể mở ra mười đạo khóa ghen nào chúng đều là cường giả nghịch thiên sống sót quỷ dạ xoa nghe thấy vậy đành lại phải lui qua một bên trong mắt lóe lên một tia lệ khí y cũng rõ ràng ngư vương không dễ dàng bị giết như vậy chỉ là tình huống hiện tại có chút phức tạp vượt xa khỏi mong muốn của y y muốn thúc đẩy nữ đại đế sớm hành động có lẽ có thể từ trong loạn cục một lần nữa tìm được cơ hội đáng tiếc nữ đại đế cũng không làm như ước nguyện của y quỷ dạ xoa cũng chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội lúc những xương khô kia đang cắn xé đột nhiên thấy ngư vương ngẩng đầu thét dài tiếng như rồng ngâm nghịch lân trên người chớp động ánh sáng màu vàng rất nhanh chảy xuôi ở trong vùng sáng huy hoàng khắp trốn kia đã thấy thân thể ngư vương dần dần kéo dài dưới bụng sinh ra móng vuốt vậy mà biến thành một con dao long màu kim hồng khó trách trước đó quỷ dạ xoa nói con ngư vương này là phi thiên giao ngư thì ra nó còn thật sự có thể hóa dao hàn sâm kinh ngạc nhìn con phi thiên giao ngư ở trên không trung kia hóa thành dao ngư dao vương xoay một cái phun một cái tới những xương khô đang cắn ở trên người mình lập tức một luồng long tức giống như thủy chiếu phun ra ngoài xương khô bị long tức thổi tới lập tức thét vang lên trói tai biến thành cho bụi, đã biến mất không thấy đâu nữa. Sao Ngư Vương quay đầu lại vò tới chỗ viên bích lạc quả kia, mở miệng rồng ra muốn nuốt trái cây kia vào, phi thiên ba nữ lượng xung quanh viên trái cây này đã bị diệt mất, không có gì ngăn cản được Sao Ngư Vương, bắt thấy trái cây kia đã sắp bị dao Ngư Vương nuốt vào, thế nhưng mà đột nhiên lại thấy chỗ miệng của trái cây giống như lục lạc kia, vậy mà bắn ra một luồng sáng màu bích lục. Ánh sáng màu bích lục trong chốc lát bắn lên trên người Dao Ngư Vương, lập tức chỉ nghe thấy Dao Ngư Vương kêu thảm một tiếng, vậy mà thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống, thân thể Dao Long to lớn rơi vào trong hồ lớn mà ở trong quá trình giao long rơi xuống thân thể giao long dần dần có rút lại lúc rơi vào trong hồ đã khôi phục lại bộ dáng phi ngư bành, phi ngư vương rơi vào trong nước làm nổi lên sóng lớn kinh thiên máu tươi lập tức nhuộm hồ lớn thành một vùng màu kim hồng giống như là ao nham thạch nóng chảy cũng không biết đến cùng là phi ngư vương chảy bao nhiêu máu lúc này còn chưa động thủ anh còn đợi tới khi nào nữ đại đế nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang ngồi ở bên hồ lạnh giọng nói ra người đàn ông kia cũng không nói lời nào trực tiếp đứng lên đi đến chỗ vách núi nguyên bản chảy xuôi xuống thác nước sau đó ở bên trong ánh mắt hồ nghi của mọi người người đàn ông kia vậy mà vịn vách núi lao lên hàn sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm người đàn ông này không lẽ ngay cả bay cũng không biết thế chứ nhưng y là người mà ngay cả đại đế đều phải thỏa hiệp nhường nhịn làm sao có thể ngay cả bay cũng không biết thế nhưng mà người đàn ông kia lại thật sự từng bước vịn vách núi trèo lên trên hơn nữa leo cũng không phải rất nhanh đại đế người này rốt cuộc là ai quỷ dạ xoa thừa câu hỏi người ta tìm đến để hái bích lạc quả người qua giúp y hái bích lạc quả đi nữ đại đế nói xong bảo tọa đùng liền đi tới phía hồ lớn thoạt nhìn là muốn thu thập con phi ngư vương kia trước quỷ dạ xoa nghe thấy vậy trong lòng vui vẻ chỉ có y và người đàn ông kia đi, y có cơ hội lớn có thể lấy được bích lạc quả, nếu như nữ đại đế cùng đi, y còn có chút bận tâm, sợ mình không tìm thấy cơ hội xuất thủ, nhưng mà đi theo một nhân loại, cơ hội xuất thủ của y sẽ rất lớn. Sáu viên bích lạc quả khác thì quỷ dạ xoa không dám đụng vào, nhưng mà vừa rồi phi Ngư Vương đã động tới quả kia, quỷ dạ xoa lại có lòng tin có thể hái xuống. Dưới sự bức bách của Ngư Vương, viên bích lạc quả này đã phun ra bích lạc khí ở bên trong, tính nguy hiểm đã giảm thiểu trên phạm vi lớn, đúng là thời điểm tốt nhất để hái. Mắt thấy nữ đại đế đã theo bảo tọa đồng lèn vào trong hồ, ánh sáng trong mắt quỷ dạ xoa lóe lên, lập tức hóa thành một đôi cánh dạ xoa hướng về người đàn ông đang leo lên trên núi đuổi tới quỷ dạ xoa không có hứng thú leo đi lên bay thẳng đến đó bên cạnh người đàn ông kia quỷ dạ xoa nhìn người đàn ông hỏi đại đế lệnh cho tôi đến giúp đỡ cậu hái bích là quả cậu có ý định hái như thế nào mặc dù quỷ dạ xoa có chút bình thường đối với người đàn ông nhân loại kia nhưng mà cân nhắc đến nhân vật như nữ đại đế không có khả năng vô duyên vô cớ tìm một người không dùng được đi tới cho nên quỷ dạ xoa cảm thấy trong đó sẽ có chuyện gì đó mà y không biết cho nên cũng không dám tùy tiện đi lên núi vẫn là bay tới muốn thăm dò nhân loại kia một chút người đàn ông nhân loại kia vừa tiếp tục trèo lên trên vừa thuận miệng nói kế hoạch chính là leo lên sau đó hái bích lạc quả xuống lời nói này tương đương với chưa nói trong mắt quỷ dạ xoa lóe lên một tên sát cơ nhưng mà vẫn khẽ cười nói bích lạc quả cực kỳ hung hiểm có lực lượng kinh khủng bảo vệ cậu muốn ngắt lấy nó như thế nào có nguy hiểm à cô ta chưa nói với tôi, chỉ nói đi lên hái xuống là được rồi, người đàn ông kia nói, trong lòng quỷ dạ xoa bốc hỏa, nhưng lại vẫn nhịn lại, vẻ mặt ôn hòa nói ra, chúng ta cũng mau chóng đi lên hái đi, cậu đừng có lề mề nữa, bằng không đợi quả bích là quả này khôi phục nguyên khí, còn muốn hái sẽ không dễ dàng như vậy đâu, tôi không phải là vẫn đang một mực nỗ lực leo lên trên hay sao, người đàn ông kia cười một cái nói, cậu không biết bay à, quỷ dạ xoa cũng có chút cam tức, lạnh giọng nói ra, không biết, người đàn ông kia lại trả lời rất thẳng thắn khiến cho quỷ dạ xoa đều ngây ra một lúc cậu thật sự không biết bay quỷ dạ xoa nghi ngờ do xét người đàn ông tôi không có cánh không biết bay không phải là rất bình thường hay sao người đàn ông kia lạnh nhạt nói vậy cậu chậm rãi lao đi tôi đi lên trước giúp đại đế hái xuống bích lạc quả quỷ dạ xoa nói xong liền vỗ hai cánh trực tiếp bay lên trên núi hiện tại là thời cơ tốt nhất ngắt lấy viên bích lạc quả này quỷ dạ xoa hạ quyết tâm mặc kệ trên người người đàn ông này có chuyện gì tí ẩn y hái được viên bích lạc quả này xong sẽ trực tiếp bỏ chạy quỷ dạ xoa sớm đã chuẩn bị kỹ càng y có lòng tin trốn thoát thì trong tay nữ đại đế kia có thể an toàn thoát đi Tức phi thiên ngư vương rơi xuống, Hàn Sâm đã dọc theo bụi rong rêu chui vào trong nước, hắn muốn nhìn xem ngư vương kia bị tổn thương như thế nào, sẽ không chỉ như thế đã dòng đời rồi chứ. Sau khi ngư vương rơi vào trong nước, Hàn Sâm liền yên lặng đi tới chỗ ngư vương rơi xuống, chờ hắn nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của ngư vương, lập tức lại càng hoảng sợ. Chương 1269, quả thông trên trán của ngư vương khảm nạ một thứ y hệt như quả thông màu xanh biếc, quả thông kia đã có một nửa cắm sâu vào trong xương trán ngư vương, bộ phận ở bên ngoài lóe lên ánh sáng màu bích lục, từ xa nhìn lại giống như là trên trán ngư vương đang mọc ra một con mắt dọc quỷ dị màu bích lục vậy, theo quả thông từng chút một chớp động thân thể của ngư vương cũng run rẩy theo giống như là bị co giật vậy vết thương trên người ngư vương có vẻ vẫn không tính là quá nặng nhưng mà thân thể lại chìm xuống dưới giống như là đã mất đi ý thức đây là thứ ở bên trong bích là quả phun ra hay sao chắc là nó làm cho ngư vương mất đi ý thức đi tâm niệm của hàn sâm vừa động cầm lấy thái a kiếm liền bơi tới chỗ ngư vương ngư vương chỉ là đang co giật căn bản là không có năng lực tự mình di động hàn sâm rất nhanh đã đến gần ngư vương thái a kiếm trong tay hùng hăng đâm xuống quả thông màu xanh bếp kia còn mũi thái a kiếm đâm lên bên trên quả thông vậy mà phát ra âm thanh vang trầm không thể tổn thương một chút nào, Hàn Sâm liên tục đâm vài kiếm, vẫn không thể khiến quả thông lay động, món đồ kia thật sự cứng rắn tới kinh người, đã đâm không thủng, vậy liền móc mày ra, hai tay Hàn Sâm nắm thái a kiếm, huyết mạch mệnh thần kinh mở ra chín đạo khóa gen, lưu lượng màu máu lan tràn lên phía trên thái a kiếm, nhuộm thái a kiếm thành màu đỏ như máu, từ biên giới quả thông, Hàn Sâm hung hăng đâm xuống một kiếm, lập tức đảo xương cốt ngư vương ra một cái khe hẹp, thân thể ngư vương chỉ hơi run lên một cái, thoạt nhìn thì đau đớn đã khó có thể khiến cho nó có phản ứng mãnh liệt nhưng mà chuyện này cũng hợp với tâm ý của hàn sâm tránh khỏi ngư vương dãy ruộng, như vậy ngược lại sẽ phiền toái hơn hơi rút thái a kiếm ra một chút hàn sâm lập tức nhìn thấy chỗ đầu lâu ngư vương cùng quả thông tương liên có rất nhiều dây nhỏ màu trắng kết nối có chút giống như dây thần kinh giống như quả thông đã trở thành một bộ phận của ngư vương vậy tâm niệm của hàn sâm vừa động thái a kiếm chém về phía những sợi dây nhỏ màu trắng đó dây nhỏ vô cùng chắc chắn nhưng mà so với quả thông thì còn kém hơn rất nhiều hàn sâm toàn lực xuất thủ lập tức đã chặt đứt mấy sợi dây nhỏ màu trắng vừa đứt lập tức thấy quả thông cùng ngư vương đồng thời rung động một cái ánh sáng phía trên quả thông hình như hơi yếu đi một chút trong lòng hàn sâm mừng rỡ biết mình đã tìm đúng đường hai tay nắm thay a kiếm mau chóng đâm xuống đào vị trí đầu lâu ngư vương tiếp xúc với quả thông ra sau đó chặt đứt dây nhỏ màu trắng kết nối kia nhưng mà đầu lâu của ngư vương cũng rất cứng rắn hàn sâm phí hết sức lực mới đào ra nổi mới đào được một lúc liền thấy ở trong nước xa xa xuất hiện đám quái vật giống hệt như rắn đồng tới nhanh như vậy Hàn Sâm biết là nữ đại đế kia xuống hồ rồi, mục tiêu của cô ta nhất định là Ngư Vương, Thái A kiếm trong tay đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng mà nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng những con rắn màu đồng đó. Hàn Sâm dán ở trên người Ngư Vương, mượn Ngư Vương che khuất thân hình của mình, con mắt từ dưới nước nhìn sang, đã có thể nhìn thấy vào tọa đồng cùng nữ đại đế đang ngồi ở phía trên, khoảng cách giữa cô ta và Ngư Vương đã chưa đủ trăm mét. Hàn Sâm nhìn trộm tới, phát hiện chỉ có một mình nữ đại đế xuống hồ, trong lòng thở dài ra một hơi, người đàn ông nhân loại quỷ dị kia cùng quỷ dạ xoa không xuống theo chỉ cần đối phó với một mình nữ đại đế, Hàn Sâm cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội. Nhìn nữ đại đế đã sắp đến, lại nhìn ngư vương cùng quả thông kia hàn sâm nổi lòng hung ác trực tiếp biến thân thành trạng thái siêu cấp đế linh hai tay nắm chặt thái a kiếm hung hăng đâm xuống chắn ngư vương thánh quang màu trắng rừng rực ở bên trên thái a kiếm điên cuồng bộc phát mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp đâm vào trong xương chắn ngư vương chỗ nữ đại đế tới là phần đuôi của ngư vương cũng không nhìn thấy hàn sâm ở phía trước đợi sau khi cô ta tiếp cận ngư vương lập tức ra lệnh một tiếng bầy rắn màu đồng bên dưới bảo tọa đồng toàn bộ từ bên dưới tản ra một đám rắn màu đồng trừng đôi đỏ há to miệng táp lên trên người ngư vương xem hình dạng của bọn nó giống như là muốn xé xác ngư vương ra ăn mắt thấy số lượng đông đảo quái xà đã chen chúc bơi đến hàn sâm ở chỗ đầu cá cắn răng sử dụng toàn bộ sức mạnh ra cong, rốt cục quả thông kia bị hàn sâm trực tiếp đào từ bên trong xương đầu lông ngư vương ra quả thông lập tức mang theo một luồng máu màu kim hồng bắn ra ngoài quả thông vừa được đào ra ngư vương giống như từ trong giấc ngủ sai đột nhiên thức dậy thân thể mạnh mẽ dãy ruộng trên người một lần nữa tỏa ra ánh sáng trói lọi ánh sáng màu vàng mang theo gợn sóng cuồn cuộn mà ra lập tức cuốn bay hàn sâm cùng những con rắn màu đồng đã sắp cắn lên trên người ra ngoài nữ đại đế lập tức ngẩn người cô ta đã tận mắt thấy ngư vương bị bích là quả phun trúng, dựa theo đạo lý thì không có khả năng tiếp tục phản kháng mới đúng. như thế nào ngư vương lại đột nhiên lập tức thanh tỉnh lại, hàn sâm vừa rồi dùng động huyền kinh mô phòng ra khí tức của ngư vương, dán ở trên người ngư vương. nữ đại đế kia không biết ở đây còn có những người khác, cũng không trông thấy hàn sâm, cho nên cũng không biết là hàn sâm đã giúp đỡ ngư vương lấy quả thông xuống. ngư vương khôi phục thanh tỉnh, lại thấy được những con rắn đồng cùng nữ đại đế, lập tức ánh sáng kim hồng trên người chiếu dọi ra xung quanh như bông hoa nở rộ, liền phun tới nữ đại đế. một luồng khí màu kim hồng giống như là nước lũ dũng mãnh lao tới chỗ nữ đại đế mặc dù không mạnh mẽ bằng thời điểm ngư vương hóa thân giao long nhưng cũng đã vô cùng đáng sợ nữ đại đế lạnh lùng nhìn về phía con sóng màu kim hồng kia con mắt lại không nháy mắt một cái đàn rán đồng liền tự động tụ tập lại bên dưới bảo tọa đồng một đám đuôi bay tới chỗ con sóng màu kim hồng tạo thành một con sóng bằng đồng cực lớn mảnh đuôi rắn cùng thủy chiều màu kim hồng chạm vào nhau toàn bộ hồ lớn đều bị nổ tung hồ nước giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời tất cả mọi thứ trong hồ đều bị chấn bay lên thiên không Hàn Sâm đã giải trừ siêu cấp đế linh thể, theo hồ nước cùng một chỗ bị chấn bay ra ngoài, sông lên trời mấy trăm mét mới lại theo nước hồ rơi xuống. Hàn Sâm không tiếp tục trở lại trong hồ, thân thể lộn một vòng, đã rơi vào trong rừng cây ở bên cạnh bờ, chờ sóng nước từ trong rừng cây thối lui. Sau khi trở lại trong hồ, khí tức của Hàn Sâm đã hoàn mỹ hòa làm một thể với đám cỏ cây. Chỉ nghe thấy trong hồ không ngừng truyền đến tiếng nổ kinh khủng, ánh sáng màu kim hồng không ngừng đổ tung ở trong hồ, hồ nước liên tục phun trào, khiến cho chu vi hơn trăm dặm xung quanh đều xuất hiện mưa to. Hàn Sâm ẩn giấu ở trong rừng cây, và kệ nước hồ rơi chúng, ánh mắt lại nhìn lên phía trên ngọn núi lớn người đàn ông nhân loại kia mới bỏ lên được một lúc khoảng cách đỉnh núi còn rất xa quỷ dạ xoa lại đã bay đến đỉnh núi cách chỗ quả bích là quả vừa rồi ngư vương muốn cán nút chỉ còn lại chưa đầy 2 mét trên người quỷ dạ xoa dâng lên khói khí màu đen quỷ dị hai cánh chấn động giống như là ác quỷ từ trong địa ngục chạy ra sắc mặt có chút dữ tợn chộp tới viên bích lạc quả này mắt thấy quỷ dạ xoa sắp bắt được bích lạc quả lại chỉ thấy bên trong bích lạc quả vậy mà lại phun ra một luồng sáng màu bích lục trong chốc lát bắn lên trên trán quỷ dạ xoa quỷ dạ xoa quá sợ hãi không thể ngờ được bích lạc quả sẽ lần thứ hai phun ra bích lạc khí cũng may là trong lòng quỷ dạ xoa một mực đề phòng trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng màu bích lục đã chấn động hai cánh giống như chim én lướt ngang hư không bay tránh ra tránh né luồng ánh sáng màu bích lục kia thế nhưng mà ánh sáng bích lục kia lại cứ thế mà ngoặt một cái lập tức đâm lên phía trên cái ót của quỷ dạ xoa quỷ dạ xoa lập tức chớp mắt giống như là đã ngất đi trực tiếp từ trên đỉnh núi cắm đầu ngã rơi xuống mặt đất chưa 1270, thu hoạch ngoài ý muốn con mẹ nó khó trách liền nữ đại đế cũng không dám tự mình đi qua hái bích là quả kia thậm chí ngay cả ngư vương mở ra mười đạo khóa gen cùng quỷ dạ do xào hoạt âm hiểm đều vừa đối mặt đã bại phong thật sự là đáng sợ trong lòng hàn sâm cảm thấy vô cùng may mắn bản thân không đi hái những trái cây đó nếu không hiện tại xui xẻo nói không chừng chính là hắn nhưng mà hàn sâm nghĩ lại một chút đã ngay cả đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu đều không hái súng nổi như vậy nữ đại đế kia dựa vào cái gì lại cho rằng một người đàn ông nhân loại có thể hái súng được hàn sâm ẩn giấu ở trong rừng cây ánh mắt hoài nghi ngước nhìn người đàn ông nhân loại trên núi kia tựa hồ như y thật sự không biết bay chỉ là chậm rãi trèo lên trên tốc độ cũng không phải rất nhanh cũng không biết là do y không muốn leo quá nhanh hay là không có năng lực leo nhanh hơn nữ đại đế vẫn còn đang ở trong hồ đại chiến với ngư vương chỉ thấy ở trong hồ phun trào nữ đại đế cưỡi bảo tọa đồng bay lên giữa không trung chiến lâu như vậy ngay cả y phục của cô ta đều không ẩm ướt đôi chân thon dài ngồi ở trên bảo tọa đồng giống như căn bản chưa từng động đậy vậy ngư vương cũng lao ra khỏi hồ nước cái đuôi phát sáng như ánh bình minh bay lên không trung trong miệng cá phun ra luồng khí giống như sóng biển màu kim hồng cả bảo tọa đồng tính cả những con rắn màu đồng đó đều tàn ra vầng sáng quỷ dị chỉ là một cái bảo tọa cùng những con rắn màu đồng đó đã chặn lại toàn bộ sóng biển do ngư vương phun ra mặc dù trước đó ngư vương đã bị thương nhưng mà chỉ dựa vào một cái bảo tọa đồng đã chiến ngang tay với ngư vương chuyện này vẫn khiến cho hàn sâm rất giật mình mấu chốt nhất là hàn sâm không nhìn thấy khí tức của nữ đại đế chấn động nói cách khác bảo tọa đồng thực sự không phải là sức mạnh của bản thân cô ta mà là một tồn tại độc lập nếu thật sự là như thế đây chẳng phải là nói nữ đại đế cùng bảo tọa đồng là hai cường giả cấp đại đế hàn sâm thầm nghĩ trong lòng nhưng mà nữ đại đế vẫn luôn không có ra tay chỉ là ngồi ở trên bảo tọa đồng xem chiến đấu trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại nói là nữ đại đế đang cùng ngư vương chiến đấu không bằng nói là cô ta đang nhìn tới chỗ người đàn ông leo lên đỉnh núi kia hàn sâm cũng đang nhìn người đàn ông kia chỉ là người đàn ông kia bò thật sự là quá chậm hàn sâm nhìn đã gấp muốn chết người đàn ông kia lại tuyệt không gấp vẫn đang chậm rãi leo lên trên núi thoạt nhìn là muốn leo lên tới đỉnh núi ít nhất còn phải hơn nửa giờ nữa hàn sâm ôm một cây đại thụ hơn phân nửa thân thể đều ngâm ở trong nước chỉ có đầu thỏ ra bên ngoài hồ nước bị nổ tràn ra bên ngoài rừng cây xung quanh đều sắp bị dình ngập rồi lúc đang nhìn người đàn ông kia leo núi lại đột nhiên có thứ gì đó từ trên mặt nước bay qua còn lóe lên ánh sáng màu bích lục hàn sâm nhìn kỹ dĩ nhiên là quả thông hắn đào ra từ bên trong xương đầu lông ngư vương kia thứ này không chỉ ở trong nước ngược lại nổi lên theo sóng nước trôi nổi nó trôi đi đâu không trôi lại trôi về phía hàn sâm bên này hơn nữa thẳng tắp trôi tới chỗ đầu hàn sâm trong lòng hàn sâm dùng mình mặc dù quả thông bị hắn đào ra cũng không có phản ứng kịch liệt gì nhưng mà trong lòng hàn sâm vẫn còn có cảnh giác đối với nó thận trọng di động ở trong nước thay đổi tới một vị trí khác nhưng mà quả thông kia vậy mà lại hướng chỗ hắn trôi tới quả nhiên có vấn đề ánh mắt của hàn sâm lạnh lẽo cầm thái a kiếm vào trong tay nếu như quả thông kia dám xông lại chỗ hắn hắn liền trực tiếp biến thân thành siêu cấp đế linh chém quả thông ra phía dưới cái nhìn chăm chú của hàn sâm quả thông dần dần trôi giạt đến trước mặt hàn sâm nhưng mà nó cũng không có cử động gì kịch liệt chỉ là chậm rãi trôi tới chỗ hàn sâm hàn sâm một kiếm chém lên bên trên quả thông quả thông lập tức bị chém bay ra ngoài mấy mét bởi vì sợ kinh động đến nữ đại đế hàn sâm không dám làm ra động tĩnh quá lớn cũng không có dám dùng nhiều sức thế nhưng mà chỉ chốc lát sau quả thông lại chưa đi qua hàn sâm liên tục chém nó bay ra ngoài nhiều lần quả thông vẫn đều nhẹ nhàng trôi trở về chẳng lẽ thứ này sau khi bị phun ra bản thân không còn sức mạnh gì nữa cho nên không có cách nào ký sinh mạnh mẽ giống như lúc trước nữa trong lòng hàn sâm nghĩ như vậy cũng không chém quả thông bay ra ngoài nữa trời quả thông kia trôi tới trước mặt hàn sâm hàn sâm dùng thái a kiếm đụng tới nó vài cái quả thông cũng cũng không có phản ứng gì đặc biệt thò tay đụng quả thông một cái tương tự cũng không có phản ứng gì thường gì hàn sâm không khỏi có chút tò mò cầm quả thông ở trong tay cẩn thận quan sát kỹ phản ứng của nó quả thông chỉ là thi thoảng lóe lên ánh sáng bích lục trừ ra sẽ không có những thứ gì khác thường những sợi dây nhỏ màu trắng đó sau khi bị chém đứt cũng đã tiêu tan sạch, quả thông hiện tại nhìn giống như là một viên bảo thạch màu bích lục xinh đẹp, còn là loại sẽ tự mình sáng lên kia. Hàn Sâm dùng động nguyên khí cẩn thận nhìn quét qua quả thông, phát hiện ra ở bên trong nó có sinh cơ yếu ớt, vậy mà giống như là một sinh mệnh còn sống, trong lòng Hàn Sâm hơi động, chẳng lẽ nói quả thông này là hạt giống của bích lạc đằng, nếu thật sự là hạt giống, vậy thì là đồ tốt, sau này mình có thể tự trồng một cây bích lạc đằng, sau đó nuôi nó là được rồi, bích lạc quả quý hiếm như thế trồng ra được khẳng định sẽ không thiệt thòi, Hàn Sâm nghĩ đến, đột nhiên nhớ tới trên người quỷ dạ xoa cũng có một quả thông, dứt khoát đều đoạt đến mang về mới được, dò xét xung quanh trong chốc lát, rất nhanh đã phát hiện ra quỷ dạ xoa giống như một người chết bị ném vào bên trong rừng cây, vừa vặn thuận tiện để Hàn Sâm ra tay, Hàn Sâm lặng lẽ đi tới, quả nhiên thấy sau ót quỷ dạ xoa cũng đang khảm nạm một quả thông, đang định động thủ muốn đào ra, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hiện tại quỷ dạ xoa bị quả thông khống chế, giống như là một người chết, liền tự sát trở về linh hồn chi thạch đều khó có khả năng, hắn lấy quả thông xuống, chẳng phải là tương đương với cứu quỷ dạ xoa một mạng hay sao? Nghĩ tôi nghĩ lui, Hàn Sâm cảm thấy việc này không thể làm. Chớp mắt, lập tức nghĩ tới một ý kiến hay. Hiện tại quỷ dạ xoa không hề hay biết gì, ngay cả năng lực từ chối đều không có. Trực tiếp thu y vào bên trong tuyệt tình bình. Ở bên trong lấy quả thông ra, Đến lúc đó, cho dù quỷ dạ xoa muốn tự sát trở lại linh hồn chi thai tiểu khó có khả năng, căn bản là không ở cùng một không gian, y tự sát cũng không thể quay về. Hàn Sâm cũng vô cùng có hứng thú muốn biết rõ, nếu như quỷ dạ xoa chết ở trong tuyệt tình bình, đó sẽ là kết quả như thế nào? Nói làm liền làm, Hàn Sâm trực tiếp ném quỷ dạ xoa đã không còn sức phản kháng nữa vào trong tuyệt tình bình, bích là quả cậu từ đâu lấy được bích lạc quả hàn sâm vừa ném quỷ dạ xoa vào sát na nữ đế bị nhốt ở bên trong nhìn quỷ dạ xoa gục ở chỗ đó hôn mê lập tức kêu lên kinh ngạc bích lạc quả cô nói đây là bích lạc quả hàn sâm cũng kinh ngạc nhìn sát na nữ đế hỏi hàn sâm vẫn cho rằng trái cây tựa như lục lạc kia mới là bích lạc quả nhưng mà hiện tại sát na nữ đế thấy được quả thông cũng đã trực tiếp gọi ra tên bích lạc quả khiến cho trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ nhưng lại có chút không dám tin tưởng thứ này có thể nói là bích lạc quả cũng có thể nói không phải sát na nữ đế lại nói thêm một câu liền không chịu nói thêm gì nữa